Xin chào tất cả các bạn, và video này tôi sẽ làm để hướng về các cái nhóm nhóm Scotter, tức là các bạn biết là chúng tôi đã có một cái nhóm gọi là Scotter. Cái nhóm này sẽ là cái nhóm gì, và hiện tại thì có 12 người, và cái này sẽ hướng thành một cái nhóm mà code chuyên nghiệp chuyên nghiệp, và trước mắt là dùng công nghệ PHP và framework là CI, để hướng tới tôi muốn cái nhóm này phấn đấu trở thành một cái nhóm chuyên nghiệp, tức là sẽ làm việc ăn ý để giải quyết những cái dự án trong tương lai. Thì hiện tại cái nhóm này cũng mới thành lập và cũng đang ở trong cái giai đoạn huấn luyện và phối hợp huấn huấn luyện các cái kiến thức chung, cũng như là sẽ cố gắng tìm các cái biện pháp để phối hợp. Và như vậy là đã trải qua cái tuần huấn luyện đầu tiên, thì tôi đã phụ trách huấn luyện cái phần về Code Igniter, và có một người nữa là Bùi Đức nhỉ, đã làm một số video về cái Bitbucket và Mercurial để phối hợp về quản lý code. Nó cũng giống như là Subversion và nó có cái hosting online. Thì cái này có lẽ cái nhóm về Bitbucket có lẽ phải làm thêm video, và đặc biệt phải chú ý thêm về cái vấn vấn đề mà giải quyết xung đột về merge nhé. Merge các cái version, merge nó viết như nào nhỉ? Merge các cái version đúng không? Version. Thì tôi viết cũng tương đối thôi, cái này vẫn phải làm thêm. Còn cái tạm thời cái phần CI thì tôi đã làm 3 buổi về tập huấn, và cũng những cái phần căn bản cũng đã biết. Tất nhiên là cũng có thể tôi sẽ bổ sung thêm một vài cái về cái phần cốt lõi của CI nữa, ví dụ như là cái multiply view, ví dụ load những cái view mà ví dụ như là chúng ta có một cái view và ta cắt ra phần header rồi phần footer rồi phần sidebar như thế nào, vân 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 vân. Thì cái này cũng là một thứ rất là quan trọng mà tôi cũng chưa nói được, và tôi sẽ là phải làm thêm, có lẽ là sẽ phải làm thêm một cái video nữa. Mà trong trường hợp tôi không làm thêm nữa thì các bạn cũng vẫn có thể tiếp tục tự nghiên cứu về cái phần này nhá. Như thế là tôi tương đối về yên tâm về cái phần CI là cũng tạm thời rồi. Tuần tiếp theo thì Phạm Minh Phúc sẽ hướng dẫn, Phạm Minh Phúc đúng không? Hướng dẫn về 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 Bootstrap và Vietfin nhá. Vietfin sẽ làm hướng dẫn về Photoshop. Thì Phạm Minh Phúc sẽ hướng dẫn vào thứ ba thứ sáu nếu tôi không nhầm nhé. Thì chúng ta sẽ có Vietfin sẽ làm vào thứ tư và thứ bảy, nếu mà mọi việc trước mắt là như thế, kế hoạch như thế. Còn có gì các bạn trao đổi lại nha. Thứ ba hình như là thứ bạn này là thứ ba hay thứ ba hay thứ bảy gì đấy, nhưng mà đại khái là chúng ta sẽ xen kẽ vào, tức là tuần tới chúng ta sẽ làm hai vấn đề, một là Bootstrap và vấn đề thứ hai là Photoshop nhé. Và tôi cũng không biết là các bạn này sẽ trình bày kiểu gì, nhưng mà cái đấy thì có lẽ là mấy bạn này có lẽ nói sơ qua với tôi một chút thì tốt. Kế hoạch mình định làm như thế nào nhé, kế hoạch như thế nào và sẽ hình thức sẽ như thế nào, rồi open hay là close như thế nào đấy. Đại khái là những cái tập huấn này tôi cũng chưa biết là các bạn ấy định làm thế nào, nhưng mà các bạn ấy đều đang rất là nhiệt tình và đang rất là nóng lòng để thực hiện những cái tập huấn này. Còn tiếp theo một cái vấn đề mà tôi nghĩ là rất là quan trọng, thì tôi muốn đây là cái phần này. Thế còn cái câu chuyện này thì ta lại để sau nữa đi. Thì cái phần login này không biết là bạn nào sẽ nhận để nghiên cứu và tập huấn lại cho nhóm này. Thí dụ trong nhóm này có vài người cũng tôi nghĩ là cũng khá thạo về 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 Coordinator, thì bạn là thí dụ có Minh Quý chẳng hạn. Minh Quý
Rồi hoặc là Linh Đặng thì lại giỏi về tiếng Anh. Linh Đặng, Linh Đặng đây có thể là những cái này là đòi hỏi phải nghiên cứu những tài liệu, và chắc chắn là nó đa phần ở trong phần tiếng Anh thì có phải có người nào đó giỏi phải, hoặc là phối hợp với nhau. Minh Quý thì đã từng viết những cái ứng dụng về 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 hoặc là có những cái trang web về 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 CI rồi. Và cả Phạm Minh Phúc thì cũng rất là khá về, chắc là cũng biết rất rất tốt về Phạm Minh Phúc. Thì những cái người này thì tôi nghĩ là đầu tiên sẽ giải quyết cho được cái bài toán login này và những cái gọi nó gọi là cái auth ấy. Bây giờ thì nó hay dùng OAuth, nhưng mà trong coding writer thì ta có thể nghiên cứu một vài thứ như là ion chẳng hạn, hoặc là tank tank auth, hoặc là vài thứ nữa, rất nhiều thứ. Nhưng mà tôi nghĩ là hay là chúng ta cứ thử thử cái này. Tôi đã từng nghiên cứu cái này và thấy cũng có vẻ là cũng khá đơn giản và cũng khá ổn. Thì các bạn sẽ phải làm một cái gì đó và tập huấn lại cái riêng cái này phải rất là rõ ràng và phải 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 làm được thì chúng ta mới mới có thể nói đến những cái câu chuyện về làm ứng dụng đấy. Thế còn những cái shopping cart này tôi cho có lẽ tôi để vào cái những cái phần sau, khi mà cái những cái thứ này cũng cái này những cái này cũng phải cần người để mà nghiên cứu. Và bây giờ thì tôi sẽ làm cái video này và post lên thì các bạn ở trong nhóm thì mình sẽ những người nào sẽ tham gia nhận những cái việc như thế, hoặc hoặc giả là trong quá trình nữa thì có thể còn có những cái việc phát sinh thêm, hoặc là tôi cũng chưa nghĩ hết. Thì cái giai đoạn đầu tôi dự tính cũng phải hàng tháng trời thì chúng ta phải làm rất nhiều các khóa huấn luyện như này thì mới hy vọng được cái nhóm dần vào để có một cái ngôn ngữ chung, hoặc là để có một cái nền công nghệ chung để chúng ta có thể tổ chức, để chúng ta có thể bắt tay vào thành một cái dự án code nào đó. Thì và tiếp tục các bạn vẫn cứ suy nghĩ về cái dự án nhỉ, cái dự án đầu tiên chúng ta sẽ làm gì. Dự án thí dụ chúng ta có thể làm một cái trang web cho coder chẳng hạn, và chúng ta cái này trước sớm muộn gì cũng phải làm. Thì trang web coder nó sẽ phải có cái gì, rồi chúng ta sẽ làm gì với cái trang này, rồi như thế nào, hoặc là chúng ta có thể làm một thử một cái ứng dụng gì đó đơn giản, ứng dụng web đơn giản. Thì tất cả những cái này chúng ta vẫn tiếp tục bàn nhỉ. Và tôi đấy mấy cái câu hỏi đặt ra như thế thì chúng ta cái tuần 2 thì nói chung là cái tuần của thứ thứ ba và này là Phúc đã bắt đầu làm cái bootstrap rồi, thì tất nhiên là chúng ta đã có hoạt động cho cái tuần này và Việt Phin sẽ làm về Photoshop. Như vậy là trong cái tuần này, tuần tới này, hôm nay là mùng 5 tháng 12 à 12 tháng 5 rồi, thì cái tuần tuần 12 đến 18 này là chúng ta cũng có đầy hoạt động rồi. Và như thế là cũng quá đủ. Còn cái tuần sau nữa thì chúng ta sẽ lại tính tiếp, và hoặc là chúng ta có kế hoạch đây. Tôi vẫn muốn có cái này và các bạn vừa vừa học cái này đồng thời vừa làm nghiên cứu cái này, và chúng ta hy vọng là tuần tuần 3 thì chúng ta tiếp tục có những cái tập huấn về cái login này nhỉ. Và như vậy là tôi cái video này tôi xin dừng ở đây, và như vậy là chúng ta đang thảo luận cho cái nhóm Scorder 12 người, một con số cũng rất đẹp nhỉ, nó giống như là 12 hiệp sĩ của bàn tròn ấy nhỉ. Ok.